Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, trời ơi. Tất nhiên là thích rồi. Mày không hết được bao con trai, Toby không tình yêu. Hello mọi người, hiện tại thì bọn mình đang đứng ở trong cái căn phòng bí mật. Căn phòng này hôm qua từ lúc update thì đã có rất là nhiều bạn phát hiện ra. Và mình đã được mấy bạn chỉ nè mọi người. Ở cái căn phòng bí mật này có một cái cầu thang siêu là cao luôn. Và ở trên cầu thang á, khi mà bước qua cánh cửa thì bọn mình sẽ được lên giống như là một cái góc lát của cái căn phòng bí mật này mọi người. Để lên được cái chỗ mà ở trên cao nhất của căn phòng bí mật á, bọn mình sẽ chạy hẳn lên cái cầu thang này cả nhà. Sau đó là ở phía trên này nó sẽ có một cái cửa ấy. Mình sẽ nói bạn bè của mình á, tele mình, và hoặc là mình tele bạn bè của mình ấy, thì mình sẽ được đẩy lên trên cái giống như là cái đỉnh của cái tòa nhà này. Mình nghĩ cái góc này á chắc là ít bạn biết lắm á. Mọi người chỉ biết cái căn phòng bí mật với lại cái căn phòng ở cái cống ngầm thôi. Chứ mình nghĩ là có ít bạn á biết trèo lên trên cái đỉnh này lắm. Cho nên nếu bạn nào mà chơi trốn tìm ấy thì có thể lên trên để đứng nha. Và hôm nay á, cái căn phòng bí mật á, vì nó mới update cho nên mình chắc chắn luôn bà Gum bà sẽ không có biết được cái vị trí này đâu. Mình sẽ đi chôn bà Gum ở căn phòng bí mật nha mọi người. Hy vọng là hôm nay cái video này mình sẽ chôn được bà Gum nha, bởi vì rất là lâu rồi mình cũng không có chôn được bà. Cho nên hôm nay mình sẽ quyết định là chôn bà, vì mình biết chắc là bà này chưa biết cái căn phòng bí mật này đâu. Cái gì vậy bà nội? Làm gì mà ngâm em bé của người ta dưới nước vậy bà nội? Sau cái sự kiện này chắc cái con bé cảnh sát này chắc nó muốn chết luôn ấy. Bởi vì á là ai bế nó nhìn cũng kiểu muốn dốc cái đầu nó xuống dưới đất vậy á. Không biết mọi người bế nó có còn vậy không? Có cái này hay lắm nè. Lên đây đi đừng nói, ở dưới đó thúi lắm. Ẩm mấy cô te nha, chứ mà đứng nhảy á là cái con bé này nó bị sốc, chắc nó đau đầu, nó tiền đình luôn á. Ê, nhìn chị có cái này nè. Trời, ghê chưa? Mới câu được hả? Không, không có cần câu đâu, cái này là chế tạo được á. Ảo thật đấy. Thì biết đó là cá mới rồi, nhưng mà không cần phải câu, mà là chị chế tạo được cái con cá này á. Thích vừa thôi. Nói thiệt, không có hề nói xạo luôn. Mới chế tạo tức thì nè. Trong xưởng chế tạo hả? Không, cái này cái ông ở xưởng chế tạo, ông ấy tuổi gì mà chế tạo được? Mà mình phải chế nó ở căn phòng bí mật. Bốc phét ít thôi. Biết sao không? Trong cái cống này nè, nó có một cái căn phòng bí mật để chế tạo cá. Không phải là ai cũng biết cái phòng đó đâu. Dễ lắm nha, chỉ cần có một con cá sấu bình thường thôi là mình sẽ chế tạo ra được cái con cá sấu bị zombie này. Ôi, bà Gum câu ghê vậy, câu được con cá sấu màu trắng kìa. Em chỉ có mỗi con này thôi, không có cá sấu thường. Con đó cũng được, miễn nó là con cá sấu là được rồi. Nếu mà so con cá sấu màu trắng với con cá sấu zombie á, thì con cá sấu zombie nó đúng là xấu ghê luôn á mọi người. Còn con cá sấu màu trắng á, thì nó lại đẹp. Qua vòng bí mật đi, xong mình đứng mình nhuộm màu con cá sấu á, là nó sẽ từ màu trắng nó thành qua con cá sấu mà bị cụt đuôi vậy nè. Có nhuộm được không vậy? Được, y chang như là nhuộm tóc đó. Ở trong cô cha không nhuộm tóc, nhuộm màu gì cũng được thì cá sấu cũng vậy thôi. Không hề tốn tiền nha, free. À, cái ông bên cạnh ông ấy có con cá sấu bình thường kìa. Nhưng mà bởi vì bà của mẹ không có cá sấu bình thường thì bà lấy con cá sấu màu trắng cũng được. Thế dẫn em qua phòng bí mật đi. Ok đi. Ông này có đi không? Cái ông YouTube gì đây có đi không? Đi thì đi theo tụi tôi nè. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa? Bà Gum, cái chân của bà Gum mất tiêu rồi. Cái game từ cái hôm update đó mọi người là nó kiểu ảo ma Lazada lắm nè. Nhìn cái chân của bà Gum kìa. Cái chân gì mà dài thòn lòn giống như là Mommy Long Legs của game Bubble Playtime vậy bà. Bây giờ là Mommy Long Legs mà là Bubble Gum Long Legs rồi. Cái chân mà dài hơn cái cổng ngầm luôn. Ảo thật. Em không thấy nhưng mà chị thấy á.
Ok, bây giờ vô phòng bí mật đúng không? Bây giờ đứng sát vô đây đi. Đứng sát vô người chị nè. Ờ, xong cái theo dõi đi. Ghê chưa? Bấm theo dõi một cái là vô trong được đó. Hay không, hay không? Đây chính là căn phòng bí mật nè. Ở đây nó còn có cả mấy cái nhà kho nữa đó. Muốn vô không? Nếu mà muốn vô cái nhà kho này á, thì chỉ cần là tạo nhóm chơi thôi. Ấy, sau đó là lách nên như vậy nè, là đấy, nó sẽ chui vô. Ok, bà Gum đã bị vô tù. Nhốt bà lại luôn. Chị nhốt em vào nhà hoang à? Không, cái này phải nhà hoang đâu, cái này là cái nhà kho. Cứu em với Dan ơi, Happy Happy. Bà này xạo quá, bà muốn ra bà chỉ cần tele tôi là được rồi. Bà tele tôi đi. Đó, ok, ra rồi đó, dễ mẹ. Ok, đi vô phòng bí mật. Nè, ở trong này nó có một cái phòng á, là cái phòng thí nghiệm nè. Ở trong phòng thí nghiệm á, thì mình sẽ thấy là có mấy cái đồ bệnh viện này. Rồi có mấy cái chất hóa học nè. Đây chính là cái chỗ á, để mình có thể chế tạo được con cá thành cái con cá mà zombie đó. Thiệt mà, ai lừa chi? Nhìn nè, ở đây có một cái thùng phóng xạ màu xanh nha. Có hai thùng. Bây giờ đi ra đây. Đứng ở trên đây nè, đứng ở giữa hai cái thùng này. Đứng vô giữa đi bà. Ok, đúng rồi đó. Bây giờ lấy con cá sấu ra. Đúng. Lấy con cá sấu ra, đứng ở đó. Đứng ở đó một hồi á. Đứng im nha, không được nhúc nhích đâu. Đứng ở đấy thì xong cái chất phóng xạ từ trong hai cái thùng kia kìa, nó sẽ bay lên cái màu con cá sấu. Nó sẽ nhuộm thành con cá sấu từ trắng thành con cá sấu zombie màu xanh. Dễ lắm, nhìn chị là biết nè. Mời đến. Đấy, bà gươm đang đứng nhuộm cá sấu nè bà con ơi. Đứng ở đó là con cá sấu nó mất cái đuôi luôn rồi đó, thấy không? Bà lừa tôi à? Ai lừa làm gì? Người ta có con cá sấu zombie rõ ràng, ai mà lừa đâu. Người ta chế tạo được đó bà. Vậy là đừng im á hả? Đúng rồi, đừng im đi. Đừng im để cho cái màu xanh á, nó bay lên, nó nhuộm màu chứ. Y chang nhuộm tóc vậy đó. Đừng có nhúc nhích. Cái này là mẹo mà, cái này là mẹo game mà, nên là phải đứng im. Đứng im cầm nhúc nhích nha. Nhúc nhích thay qua lại là không có hiệu nghiệm đâu. Sao nó chưa biến đổi? Đứng im đi, mới đứng có một chút xíu à. Nhảy tới nhảy lui sao nó biến đổi được? Giống như lúc mình nhuộm tóc mình phải ngồi im để cho người ta quét cái màu lên cái tóc của mình thì nó mới đổi màu chứ. Nghĩ sao mà cứ nhúc nhích vậy, làm sao cái màu ở dưới cái thùng nó bay lên, nó ám vô con cá sấu nó thành màu xanh được bây giờ? Đúng. Nhưng mà bao lâu nó mới đổi? À thì cái này á là hên xui lắm nha. Có người á thì đứng một chút xíu là nó đổi màu à. Còn có người đứng mấy ngày mấy đêm nó chưa có đổi. Nói chung là tùy nhân phẩm. Bà Gum đợt này là bị trốn rồi mọi người ơi. Nãy giờ bà vẫn tin kìa, bà không có nghi ngờ gì mình luôn. Nãy giờ gần 10 phút rồi á. Trời ơi, mới có 10 phút mà than. Người ta đứng cả một tiếng đồng hồ nó mới đổi màu mà bà. Nếu mà buồn ngủ á thì bật tivi lên hay bật máy tính lên coi gì đi. Coi anime hay coi gì coi. Không hãy qua bà Đen Momo coi video đi. Đừng im cái nhảy. Để nói là phải đừng im thì cái thuốc nhuộm màu xanh nó mới ám cho con cá được. Đừng có khuê cá, nếu mà khuê cá nó bị nhảy á. Ai biết, rõ ràng chị thấy em nhảy qua nhảy lại mà. Hải lần cuối có trôn không? Không hề trôn, nói thật. Người ta đang cầm cái con cá ở trên tay uy tín như thế này, bảo người ta trôn. Đừng có nhảy nha, đứng im thì nó mới hiệu nghiệm được.
Lúc em đi nhuộm tóc cũng vậy đúng không? Em phải ngồi im để cho người ta nhuộm chứ. Em mà cứ quay đầu tới quay đầu lui làm gì mà nhuộm tóc được. Cho nên là nhuộm cái xấu y chang vậy á. Đứng im ra đi. Ai 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 ai. Years later. Bà treo ở đây chắc là gần cả tiếng rồi đấy mọi người ạ. Mình á, đợt này mình lừa được bả rồi. Trong lúc bả ngủ thì bả đâu có biết là mình bắt được con cá sấu nó phải câu nó mới ra đâu. Bả tưởng là nhuộm thật mọi người ạ. Mà có một cái nha. Hôm nay mình trốn thành công là bởi vì biết sao không? Tự nhiên có hai cái thùng chất phóng xạ nó cũng xanh y chang như con cá sấu luôn. Ui bả tỉnh rồi kìa. Nãy giờ treo đi đâu ấy bà? Tôi không quay cái gì đâu. Tôi không hề quay gì luôn á. Nãy giờ tôi đứng đây tôi canh bà. Sao tự nhiên có con cái xấu rồi? Cái gì? Rồi hết hiệu nghiệm luôn. Tự nhiên cái đi cất con cái xấu. Rồi cầm cái đó để chơi vậy bà. Chắc cầm cái đó. Tự nhiên đánh tôi. Sao tự nhiên đánh tôi? Khoan. Dừng lại. Dừng lại nha. Bình tĩnh. Khoan. Bình tĩnh cái đã. Đừng có đánh người ta nữa. Đừng im. Đó, nóng quá rồi người. Nó muốn tắm luôn rồi kìa. Nó dơ luôn rồi kìa. Bình tĩnh nói chuyện chứ bình tĩnh cái gì. Mới nhắn tin hỏi nhà phát hành nè. Ôi, bà gúp bà nhắn tin cho Play Together VNG luôn mọi người ơi. Người ta nói kẻ xấu bấm 5 mới câu được. Đúng rồi đấy. Kẻ xấu câu bấm 5 chứ làm gì mà còn có chuyện á. Mẹ vô đây mà đứng mà nhuộm mà nó ra. Chỉ có làm thì mới có ăn. Không có làm mà đòi có ăn hả? Bà này chưa có học tiết học của thầy Huấn rồi. Từ từ khoan. Mẹ bà nhắn tin hỏi nhà phát hành thiệt luôn á hả? Thiệt. Người ta nói không có chế tạo cái gì hết. Đó, bà cũng bị chốt rồi. Bà cũng đợt này nhắn tin cho admin Play Together VNG đúng là quê luôn á. Bởi vì là admin sẽ nghĩ cái bà này sao tự nhiên bà lại hỏi có chế tạo được cái xấu không. Ừ, đúng rồi đấy, tôi thích chôn đi. Bà chôn tôi quá trời. Tôi chôn lại bà mà. Cuối cùng thì mình cũng chôn bà cũng thành công rồi mọi người ơi. Bà này đợt này chắc là cay lắm ấy. Bởi vì lần này bà này đã bị treo game chắc là hơn một tiếng ấy. Bà đứng bà treo hơn một tiếng, bà đợi nhuộm đến cái xấu á. Mà chỉ có cái nịt thôi bà Gung ơi. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá. Hoàng ơi, vậy là hôm nay á mình chôn bà Gung thành công rồi nè. Mọi người có cái kế hoạch gì để chôn bà Gung nữa không? Chỉ cho mình với nha. Đây là lần đầu tiên như mình chôn thắng bà hay sao ấy. Mọi lần mình đâu chôn được bà đâu. Hôm nay cuối cùng tôi á đã chôn được bà Gung rồi nè. Cấm bà nào qua bên kênh của bà Gung mắc cái là bà đang chôn bà Gung nha. Bà Gung bể mà biết bà bị đăng video chắc bà qua bà đấm cho tôi mấy cái á. Cho nên mọi người nhớ là giữ bí mật cái video này nha. Mà quên mất, nếu mà có cái kế hoạch gì để chôn bà Gung nữa thì nhớ là để lại bình luận ở phía dưới cho mình biết, gợi ý cho mình nha. Bye bye mọi người.